cô gái có hai lá bài khác nhau. Chỉ cần cái búng tay, lá bài phía sau đã đổi màu rồi. Cùng tìm hiểu xem bạn nhé. Cắt một phần lá bài khác, dùng băng keo dán phía dưới là lá bài thứ nhất. Bạn kẹp hai lá bài lại và giấu lá bài cắt đi. Bạn hãy thử làm xem nha. Cô gái có thể dùng xiên que đâm xuyên qua bóng bay. Quả bóng bay vẫn không bị bể nha. Cùng xem hướng dẫn nhé. Bạn thoa kem trong suốt lên xiên que là xong. Cô gái sẽ dùng diêm đốt ngọn nến lên. Thử thách là dùng hai quả bong bóng có nước và không nước đặt trên ngọn lửa. Quả bong bóng không có nước đã bể, nhưng quả bong bóng có nước thì sẽ không bị bể đâu. Hôm nay cô gái sẽ có màn biểu diễn thú vị. Bạn hãy chú ý hai hạt tròn kia nhé. Tiếp theo là hạt thứ ba. Chúng ta cùng xem giải mã nhé. Thực ra cô ta có tới 4 hạt lận. Giờ thì bạn đã hiểu cách thực hiện của cô ta rồi chứ? Hôm nay cô ta sẽ chỉ cho bạn cách nhấc ly lên bằng quả bóng. Cho diêm cháy vào ly và để quả bóng bay lên. Giờ bạn có thể nhấc chiếc ly lên được rồi đó. Cô gái có một chai nước, một ống hút và một ly nước. Hãy xem cách mà cô ta rót nước vào ly mà không cần nâng chai lên. Hãy xem cô gái biểu diễn đây nè. Cũng đơn giản lắm, kéo một nút thắt ra là xong. Bạn hãy chú ý đến đồng xu này nhé. Cô ta sẽ dùng miếng vải che lại và đặt chiếc ly lên đồng xu. Kết quả đồng xu đã biến mất. Cô ta làm tương tự thế thì đồng xu đã trở lại. Thực ra chiếc ly được dán miếng giấy cùng với tấm giấy trên bàn. Bạn hãy chú ý kỹ cánh tay cô gái nhé. Cô ta có thể biến ra được que diêm đó. Thực ra thì cô ta dán sẵn một que diêm ngay trên ngón tay cái rồi. Trong hộp thì chẳng có que diêm nào đâu. Uống nước ngọt thì phải cần đá. Bằng chút nước và chiếc ly giấy, cô gái sẽ tạo ra đá. Và thật sự cô ấy đã làm được. Thật ra thì cô ta để miếng xốp vào ly giấy. Tiếp theo bỏ đá vào, miếng xốp thì đã hút hết nước, chỉ còn lại đá thôi. Cô gái có thể cho muỗng vào bát mà không chạm vào. Đơn giản quá bạn nhỉ? Cô gái chế nước ra đĩa. Sau đó xếp những cánh hoa giấy lại.
bỏ vào trong chiếc đĩa. Những hoa giấy sẽ nở ra lại bạn nhé.